Thưa quý vị và các bạn, nếu như trước đây những người dân sinh sống tại thủ đô Hà Nội sẽ phải nhớ nhiều số điện thoại để thông báo sự cố của hạ tầng thông tin liên lạc, điện lực, chiếu sáng hay hạ tầng giao thông đường bộ, thì tới đây chúng ta chỉ cần thông báo tới một số điện thoại duy nhất, thậm chí là số điện thoại này còn được miễn phí cuộc gọi đến. Theo đó, người dân dễ dàng phản ánh các thông tin sự cố công trình thông qua một số điện thoại hotline duy nhất 0438 44 5566 mà không phải trả cước điện thoại, trừ số điện thoại di động trả trước, bảo đảm việc thông tin nhanh. Khi gặp sự cố về hệ thống cột, trạm điện, cáp, cống bể, phục vụ kéo cáp viễn thông, truyền hình, Internet, thay vì phải tìm và nhớ hotline các đơn vị quản lý, vận hành, thì giờ chỉ cần gọi vào số điện thoại trên. Bên cạnh đó, người dân cũng có thể theo dõi, giám sát quá trình xử lý sự cố của cơ quan, đơn vị quản lý. Việc thống nhất ra một hotline duy nhất nhằm khắc phục tình trạng có quá nhiều các đơn vị quản lý, vận hành hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thủ đô hiện nay. Thế nhưng chỉ có một số đơn vị có số điện thoại liên lạc hotline để hỗ trợ khắc phục sự cố. Thậm chí có đơn vị còn không công bố rộng rãi số hotline để nhân dân biết mà gọi điện báo tin về sự cố đến đúng đơn vị trực tiếp quản lý.